Chào mừng các bạn đến với channel Chim Cảnh Thú Cưng. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về một vấn đề hết sức đơn giản, đó là việc sử dụng cổ cho con chim bảy màu sinh sản các bạn nhé. Một vấn đề mà các bạn mới nuôi con chim bảy màu rất là quan tâm và có khi xử lý nó chưa được tốt lắm. Cái điều đấy nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc sinh sản, nhất là những con chim bảy màu mới vừa sinh sản lứa đầu tiên. Và đương nhiên rồi, thông tin mặc dù đơn giản nhưng mà nó cũng rất cần cho anh em mình chuẩn bị nuôi chim bảy màu sinh sản các bạn nhé. Mời các bạn theo dõi. Chúng ta biết là ở ngoài tự nhiên ấy, thì con chim bảy màu theo các nhà nghiên cứu cho biết ấy, là nó thường sinh sản trong những cái hốc cây, những cái cây mà nó có những cái hốc hoặc là những cái bụi rậm mà nó có cái hốc ở trong đây. Thì ở ngoài thiên nhiên ấy, thì trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về con chim bảy màu thì các nhà nghiên cứu đã thông tin như vậy. Và nếu như vậy thì chúng ta thấy là cái đặc điểm của con chim bảy màu là nó thích đẻ ở những cái nơi kín đáo, ở những cái nơi mà không có ánh sáng lọt vào. Cho nên các bạn thấy con chim bảy màu mà khi nó mới nở cho đến trước khi nó trưởng thành thì ở cái khóe mồm của nó bao giờ nó cũng có sáu cái mục đấy, ban đêm nó phát ra một cái ánh sáng ta gọi là phát quang đấy, để khi mà con chim bố mẹ nó nhảy vào á, mặc dù tối như thế, tối thì nó không có biết cái chỗ nào mà nó cho con chim nó ăn, nhưng mà nhờ những cái mục đấy ở trên cái khóe mồm của con chim con đấy mà con chim mẹ nó đút mồi cho con chim con ăn được. Đấy là cái đặc điểm rất thú vị về mặt sinh học của con chim bảy màu. Từ đấy thì chúng ta thấy là như vậy thì cái đặc điểm của con chim bảy màu là nó đẻ ở những cái nơi mà rất là kín đáo như vậy. Thế cho nên là các bạn nuôi chim bảy màu sinh sản thì tốt nhất ấy, thì chúng ta sử dụng cái tổ bằng cái hình hộp các bạn nhé, cái tổ bằng cái hình hộp. Thì cái hình hộp đó thì cái kích thước ở đây mình sử dụng ấy là nó khoảng chừng 15x15x15, nghĩa là 15 vuông. Đấy, là lý tưởng nhất, là rất là phù hợp cho con chim bảy màu nó vào để sinh sản. Về chất liệu ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái tổ bằng gỗ cũng được, cái tổ bằng nhựa cũng được. Ở đây thì mình sử dụng cả hai loại để mình so sánh coi cái tính ưu việt của nó. Và đương nhiên thì các bạn thích cái loại nào thì các bạn sử dụng cái loại đấy. Ở đây thì mình sử dụng cả hai, nhưng mà về kích cỡ của nó thì 15x15x15 và tương đương đều được cả các bạn nhé. Cho nên là về mặt kích cỡ thì chúng ta lưu ý, về mặt chất liệu thì chúng ta lưu ý như vậy. Một vấn đề nữa về cái tổ ấy, thì thông thường ấy thì nó có hai cái dạng cái miệng của cái tổ để mà chúng ta mở ra mở vào, chúng ta thăm cái quá trình sinh sản cũng như cái quá trình nuôi con của con chim bảy màu. Thì có nhiều cái dạng cái nắp mà chúng ta anh em mình thiết kế cho cái tổ con chim bảy màu ở những cái vị trí khác nhau. Thứ nhất là cái nắp mở ra từ phía sau, tí nữa thì mình sẽ thị phạm cho các bạn thấy. Một cái loại tổ thì cái nắp mở lên phía trên, cái nắp mở ở phía trên. Và trong quá trình mà nuôi con chim bảy màu sinh sản ở đây thì mình so sánh thì cái nắp mà mở cái tổ ra để chúng ta quan sát, chúng ta chăm sóc thì mở ở phía sau thì tốt nhất. Vì sao như vậy thì tí nữa mình sẽ trao đổi với các bạn qua những cái thị phạm của mình để các bạn xem cho nó rõ. Về cái nắp mở của cái tổ thì ở đây mình sử dụng như vậy. Một vấn đề nữa, thế thì cái cỏ rác mà mình để cho con chim bảy màu nó làm nó sinh sản cho cái trứng nó im đây đó, và bảo đảm cái độ kín của cái tổ. Thì có nhiều cái loại mà chúng ta có thể độn vào để cho con chim bảy màu mình nó sinh sản. Và mình thấy là trên mạng thì anh em có sử dụng rất nhiều thứ, nào cỏ này, nào sơ dừa này, nào chỉ tre này, nào dăm bào vân vân, có nhiều thứ. Thế nhưng mà ở đây thì mình chủ yếu là mình sử dụng cỏ. Đấy. Như vậy thì nếu mà các bạn có cỏ chỉ, cái loại cỏ cái cọng nó nhỏ, nó mềm, các bạn kiếm về, các bạn lấy về, các bạn rửa cho nó sạch và các bạn phơi khô. Các bạn phơi khô và chúng ta bỏ vào tổ nó sinh sản là tốt nhất. Trước đây thì mình cũng có sử dụng cái tơ sơ dừa, nhưng mà tơ sơ dừa thì các bạn lưu ý là nó không tối ưu lắm. Vì sao như vậy? Vì rằng cái tơ nó rất là mỏng, cái cọng nó rất là mỏng và nó dài,
Và khi con chim con nó lớn lên ấy, thì các bạn thấy quá trình nó di chuyển trong cái tổ, xoay quanh cái tổ như thế này này, thì cái khả năng mà cái tơ đó nó quấn vào, nó quấn cái chỉ của cái sơ dừa đấy, nó quấn vào cái chân của con chim bảy màu rất cao. Và nếu như anh chị nào không có thời gian hoặc ít quan sát và chăm sóc con chim con ấy, thì nó quấn vào mà chúng ta không phát hiện kịp thì cái chân của nó sẽ hư và nó hoại tử. Và trước đây thì mình cũng đã có từng có những cái con chim con nó quấn vào như thế, nó làm cho cái chân đấy nó hoại tử và cuối cùng nó cục luôn cái chân đấy. Nên cho nên cái điều đấy mặc dù nó nhỏ nhưng mà chúng ta chú ý như vậy rất dễ, bởi vì trong quá trình con chim nó càng ngày càng lớn lên, nó xoay chuyển trong tổ càng nhiều, mà cái chỉ của tơ sơ dừa nó rất mỏng các bạn, rất mỏng, nó rất dễ quấn vào. Và khi quấn vào thì con chim nó không biết mở ra như mình, nó không biết mở, nó càng xoay bao nhiêu thì nó càng quấn chặt bao nhiêu, thậm chí nó quấn giữ cố định một chỗ luôn, quấn cố định một chỗ luôn. Và cái chân con chim càng ngày nó càng lớn lên. Nếu mà chúng ta 3-4 ngày chúng ta không quan sát kỹ thì coi như cái chân của con chim đó bị xong rồi đấy, nó hư hoàn toàn, thậm nó hoại tử và nó rụng luôn à, nó cục luôn cái chân đấy. Mình có những con chim hiện nay nó vẫn lớn lên, vẫn phát triển bình thường nhưng mà nó có một chân, rất tội các bạn. Cho nên là ở đây thì mình sử dụng hai cái loại đó để lót tổ cho con chim, nhưng mà cuối cùng mình thấy cái cỏ chỉ là tối ưu nhất, tối ưu nhất để các bạn tham khảo. Trong quá trình mà chúng ta để tổ vào cho con chim nó sinh sản, mình nhất là khi con chim nó nở rồi cho đến trước khi là chúng ta tách mẹ nó ra, thì các bạn nên quan sát phân của nó. Cái này thì mình có chia sẻ trên một cái clip nào đấy. Nếu mà phân nó khô bình thường thì các bạn cứ để đấy, sau một cái thời kỳ sinh sản thì chúng ta sẽ thay cái chất độn nó ra, thay cái chất mà lót cái tổ ra. Còn nếu mà trong quá trình mà nó còn ở trong tổ mà các bạn thấy phân nó bất thường, nghĩa là phân nó ẩm, phân nó ướt, thì các bạn thay ngay tức khắc. Vì ẩm ướt thì nó rất dễ sinh nấm mốc, và nấm mốc thì nó sẽ dẫn đến là cái nguồn lây bệnh rất là quan trọng đối với con chim, nhất là bệnh đường ruột. Thế cho nên là quan sát cái tổ thì chúng ta thấy phân thì chúng ta lưu ý như vậy. Về cách treo tổ, treo cái tổ thì ở đây thì mình chủ yếu là mình treo ở bên ngoài. Tí nữa thì mình sẽ nói về cái việc mình sẽ quay một cách trực tiếp cận cảnh để các bạn xem mình treo như thế nào. Treo tổ ở bên ngoài cái lồng các bạn, mình thấy có rất nhiều bạn nuôi chim treo ở bên trong, thì đương nhiên treo bên trong treo bên ngoài vẫn được, sao cả con chim nó vẫn vào để sinh sản. Nhưng mà ở trong bên trong mình thấy nó có bất lợi cái này thế này. Bên trong thì cái mặt được của nó thì nó làm cho cái mình thấy nhìn vào cái lồng con chim mình thấy nó gọn gàng hơn, đúng không? Nó có vẻ nó thẩm mỹ hơn. Nhưng mà xét về thực chất là chúng ta nuôi con chim bảy màu sinh sản, chúng ta để ở tổ bên trong là không tối ưu, mặc dù nó có chút thẩm mỹ. Vì sao như vậy? Vì để bên trong là chúng ta rất khó là thăm, rất khó là chăm sóc khi con chim đến sinh sản, và đặc biệt là khi con chim nuôi con. Các bạn ngại là các bạn có khi là nói là mình thăm thường xuyên như vậy con chim bảy màu nó khó tính, nó bỏ tổ, nó bỏ con nó. Thì cái đấy là cũng có một phần thôi. Nhưng mà ở đây các bạn lưu ý là khi con chim bảy màu nó sinh sản mà nó chịu vào nó ấp rồi thì các bạn đuổi nó ra nó vẫn vào nó ấp. Khi nó chịu nuôi con tốt rồi, cái cặp đấy có đặc tính nuôi con tốt rồi, thì bạn bắt bạn thải nó ra ngoài nó vẫn vào nó cho con nó ăn tiếp theo. Bạn lưu ý như vậy. Còn cái cặp nào mà cái tính nó khó, nó có cái đặc tính nó khó nuôi, nó không ấp, nó không nuôi con tốt, thì dù các bạn ép nó cỡ nào nó cũng không vào, nó nuôi con nó bỏ luôn và nó bỏ trứng luôn. Chúng ta lưu ý như vậy nhé. Thế cho nên là treo ở bên ngoài đấy thì là chúng ta rất là dễ chăm sóc, chúng ta mở ở phía ngoài, chúng ta mở cái tổ ra để chúng ta chăm sóc. Chúng ta xem coi trứng có cò chưa. Ví dụ như một vài lứa đầu cái trứng nó không có cò, con chim nó ấp khoảng 5 ngày là chúng ta quan sát thấy nó không có chỉ máu thì chúng ta bỏ ngay cái trứng đấy. Khi bỏ ngay cái trứng đấy thì được khoảng một tuần sau thôi, một tuần sau thì nó sẽ sinh sản trở lại, thì chúng ta sẽ có tiếp được lứa sau. Chứ còn các bạn không quan sát thường ấy, thì khi mà để cái tổ đấy nó ấp khoảng chừng 10 mấy ngày nó gần nở các bạn mới xem, thì khi đấy chúng ta mới biết là nó không có cò. Như vậy thì sẽ mất cái thời gian, mất rất nhiều thời gian để cho con chim nó sinh sản ở cái lứa tiếp theo. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Thế cho nên là để tổ ở bên ngoài thì mình thấy nó rất là tối ưu. Nhưng mà chúng ta rất là dễ chăm sóc con chim. Đây là vấn đề tổ thì mình xin lưu ý với các bạn. Đấy, các bạn thấy đây là cái lồng với cái kích cỡ là 40-60 các bạn nha. Đấy, kích cỡ 40-60. Cái thiết kế này thì cái nhà sản xuất người ta thiết kế sẵn đó, có ba cái cửa,
hai cái cửa để thức ăn và một cái cửa chính chúng ta để con chim vào. Nhưng ở đây thì để cái tổ ngoài như thế này thì mình tận dụng một cái cửa để thức ăn đấy, thì mình sử dụng, mình gắn cái tổ nó. Ở như vậy thì cái hình thức gắn tổ ngoài là như thế này nè các bạn. Cái tổ này là cái tổ nhựa như mình đã chia sẻ với các bạn. Cái kích cỡ của nó là 15x15x15 đây. Đấy. Như vậy thì như lúc nãy mình nói đấy, cái tổ này thì cái dạng này mình sử dụng chủ yếu là sử dụng cái nắp ở phía ngoài. Phía ngoài nghĩa là cái nắp ở phía sau cái tổ đấy các bạn, phía sau cái tổ. Cái nắp ở phía ngoài là như thế này đây. Đấy. Đấy, như vậy thì khi các bạn mở ra thế này này, các bạn quan sát bên trong thấy rất là dễ các bạn nhé. Đấy. Như vậy thì chúng ta xem biết con bảy màu, con chim của mình nó đẻ chưa, nó sinh sản chưa, và con của nó khi nó nở, con của nó như trình trạng như thế nào. Ở đấy là một cái tác dụng của cái việc mà cái tổ mà chúng ta sử dụng cái nắp mở ở phía ngoài này. Cái thứ hai nữa rất quan trọng các bạn, cái đường vào nó ở phía trong, nó gắn thông với cái tổ, cái lồng bên trong. Như vậy thì khi chúng ta mở, chúng ta động thế này này, thì con chim nó có nhát, nó sẽ bay, thì nó bay vào trong tổ. Chứ còn nếu mà nó bay ngược ra thì chúng ta kịp thời chúng ta đẩy cái nắp này lại liền. Đấy. Cho nên là đây là cũng là cái biện pháp bảo vệ khi mà con chim mình nó hơi nhát, khi chúng ta mở tổ ra thì nó bay ra. Chứ còn nếu không thì các bạn không cẩn thận thì nó sẽ bay ra cái đường thế này. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ mất con chim ấy các bạn nhé. Đấy. Cho nên là cái tổ gắn ở phía ngoài và cái nắp ở phía ngoài là mình trao đổi với các bạn như vậy. Đấy là một cái loại tổ bằng nhựa và cái nắp phía ngoài. Thế còn đây là cái loại tổ này. Như ví dụ như cái tổ này nè các bạn, cái tổ này thì cái nắp đấy, cái người nhà sản xuất người ta thiết kế bên trên như thế này. Đấy. Đấy, cái nắp mở ra bên trên thế này này. Thì cái này ấy, thì nó cũng được đấy, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bởi vì khi chúng ta mở, con chim nó đang ấp, nó đang đẻ thế này này. Bản thân con chim bảy màu thì nó rất là nhát. Đúng không ạ? Nó rất là nhát. Cho nên khi chúng ta mở không cẩn thận thì con chim nó sẽ không bay vào phía trong, nó không bay vào phía trong cái tổ này này. Cái lỗ này không bay vào đây, mà nó sẽ bay ngược lên đây, ngược lên đây. Và nếu mà cái trại của bạn mà không có che chắn kỹ thuật cẩn thận ấy, thì khi con chim nó bay như thế này, nó bay ra ngoài thì coi như là mất xác. Đấy. Bảo đảm các bạn là mất xác luôn. Đấy, cho nên là cái tổ này thì để cái nắp lên trên như thế này thì nó có cái nhược điểm như vậy. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta sử dụng cái dàn lồng chúng ta cao lên ấy, thì cái việc mà để trên này chúng ta quan sát rất là khó hơn cái ở phía ngoài như hồi nãy mình chia sẻ với các bạn. Đây là cái việc gắn tổ và cái nắp tổ chúng ta lưu ý như vậy thôi. Thế một vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn nữa, ở đây nó không phải là nó không mang tính quảng cáo các bạn nhé, nhưng mà mang tính chia sẻ thực tế từ cái kinh nghiệm nuôi chim của mình thôi. Có khi nào bạn thấy là bạn quan sát, bạn thấy con chim chúng ta nó ấp 4-5 ngày nó có cồ rất đẹp, chỉ máu nó rất đều, và nó ấp tới 7 ngày các bạn thấy cái trứng của nó bắt đầu xám, có nghĩa là cái dấu hiệu cồ rất tốt. Thế nhưng mà khi đến 14 là ngày tới thời kỳ con chim nó nở thì những trứng đấy nó không nở được. Và các bạn bắt lên, đem cái trứng lên các bạn sôi thì nó bị hở lên một cái khoảng rất rất nhiều, nghĩa là cái phôi đấy nó đã chết rồi, hoặc là nó khô được cái trứng đấy rất nhẹ, không còn gì trong đấy cả. Như vậy thì đó là cái trường hợp đấy thì ta gọi là cái trứng chết phôi, khô phôi, chết phôi của cái trứng con chim. Nghĩa là nó có cồ thì vẫn có đấy, nó có phôi nó vẫn có đấy, nhưng mà trong quá trình vận động để thành một cái hình hài con chim cụ thể trong 14 ngày đó trước khi nó chào đời thì cái phôi đấy nó không sống được, nó yếu. Cái phôi đấy nó có phôi nhưng mà nó yếu, cũng như mình nói xin lỗi các bạn, chứ còn cũng như là những bà mẹ mà mang thai mà thời kỳ thai nhi nó yếu vậy đó, bé ở trong bụng yếu, cho nên là đòi hỏi mình các bác sĩ chuyên khoa là phải bồi dưỡng, khuyên các bà mẹ nên là bồi dưỡng rất nhiều đối với những trường hợp như vậy. Thì đối với con chim bảy màu cũng như vậy thôi, cho nên là khi nó có cồ thì là đáng mừng rồi, đáng phấn khởi rồi. Nhưng mà cái cồ đấy nó có sống được, nó mạnh được để cho đến nó tồn tại trong 14 ngày để rồi nó nở ra được hay không, đấy là cái câu chuyện. Thế thì để hạn chế cái việc mà cái phôi nó yếu, cái phôi nó chết trong quá trình mà con chim bảy màu nó ấp, thì ở đây thời gian khoảng chừng hơn một tháng nay mình có sử dụng một cái loại thuốc. Cái thuốc này thì khá mới đối với cái thị trường ở Việt Nam, cái thị trường Việt Nam khá mới đối với anh em nuôi con chim bảy màu. Mình thấy cũng anh em ít dùng.
Nhưng mà mình thấy một số người nuôi chim, một số anh em nuôi chim kể cả trong nước và đặc biệt là ở nước ngoài, thì người ta sử dụng thấy có cái hiệu quả rất tốt. Và mình cũng đã sử dụng thí điểm một số cặp chim, thì mình thấy rằng khi mà quan sát mấy trứng có cò thì mấy trứng đấy đều nở được, nghĩa là nó có cò rồi và cái cò đấy, cái phôi đấy nó vẫn tồn tại, nó vẫn mạnh, phát triển mạnh cho đến ngày nó nở. Cái loại thuốc đấy nó có tên là Nestan. Nestan này là một cái loại thuốc nó có hai cái, nhiều cái chất vitamin trong đấy. Trong đấy có hai cái chất rất quan trọng là vitamin Neo và cái chất lysine phát. Hai cái loại đấy thì nó góp phần cho con chim nó có cò tốt và nó nuôi dưỡng cái phôi đấy trong quá trình con chim nó ấp. Đấy. Cái thuốc này thì do Đức sản xuất các bạn nhé. Cái hộp nguyên của nó thì khoảng 35g thôi. Ở đây thì mình sử dụng cái hộp 35g. Như vậy thì có cái loại thuốc này ấy, thì chúng ta rất là yên tâm. Khi con chim mình nó có cò rồi thì chắc chắn là cái cò đấy nó sẽ phát triển rất, cái phôi đó nó phát triển rất là tốt cho đến ngày con chim nó nở bình thường. Đấy. Về cách sử dụng thì ở đây thì mình sử dụng theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất thôi, nghĩa là 1g thuốc mình pha 250ml nước mình cho uống. Đối với con chim mà nó trước khi nó sinh sản khoảng 2 tuần thì mình cho uống một ngày khoảng chừng một tuần khoảng chừng 2 ngày mình cho uống cái loại này. Đấy. Nó vừa cò tốt, nó vừa bảo đảm cái phôi nó phát triển tốt. Bên cạnh đấy thì mình vẫn dùng xen chẻ cái loại Bestie mình hay sử dụng. Bestie là một cái loại thuốc của Bỉ, cũng là chuyên để kích cò con chim, rất là tốt các bạn. Nhưng mà nó có cái hạn chế, cái là nó cò tốt rồi nhưng mà nó không có dưỡng tốt lắm cái phôi của nó. Đấy, cho nên là cái loại mà Nestan này của Đức này thì mình sử dụng mình thấy rất có hiệu quả. Ở đây thì mình mua số lượng khá nhiều, mình về mình chiết lẻ ra mỗi một lọ nhỏ như vậy thì 10g để phục vụ cho anh em nào có nhu cầu. Và như mình cũng đã chia sẻ với các bạn đây và các bạn cũng đã từng biết đấy, thì những cái loại linh kiện ví dụ như là hộp đẻ của chim này, tổ đẻ của chim này, và thuốc mình lấy về mình xài rồi mình có chia sẻ cho anh em. Mình có để cái link của shop mình, cái shop mình trên cái sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada. Anh em nào, bạn nào có nhu cầu thì cứ click vào cái link đấy, mình sẽ để ở phần mô tả của video này cũng như cái phần bình luận của video của cái clip này. Các bạn vào ủng hộ. Hy vọng rằng tiền thì nó cũng có tốn kém một chút, bởi vì những cái loại thuốc này thì nó tương đối giá nó khá cao. Nhưng mà thật sự ra nó không cao các bạn, vì chúng ta cái lượng chúng ta dùng rất là ít. Để làm sao chúng ta chăm sóc con chim mình ấy nó tốt nhất, bảo đảm cái việc nuôi chim của chúng ta nó đạt hiệu quả. Anh em nào nuôi chim sinh sản thì có chim con để chơi. Anh em nào mà nuôi chim làm cảnh ấy, thì màu sắc nó đẹp đẽ, nó bóng mượt, mình thấy nó rất là đẹp, nó vừa ý mình. Ở đấy là mình giới thiệu với các bạn về cái loại thuốc mới mà mình ở đây mình đã xài rồi. Mới vừa xài khoảng mình cho xài mấy tổ rồi mình thấy nó có hiệu quả thì mình chia sẻ với các bạn. Có nhu cầu thì các bạn cứ vào shop mình để sử dụng các bạn nha. Rồi, như vậy thì mình để ra vài phút để chia sẻ với các bạn trong cái việc mà chúng ta sử dụng cái tổ con chim mái màu cho nó sinh sản có hiệu quả. Và một cái loại thuốc mà mình sử dụng bảo đảm cái việc mà nuôi dưỡng cái phôi của con chim bảy màu khi nó sinh sản, làm sao để cho nó nở ra có con chim con nó mạnh khỏe các bạn nhé. Mình tạm dừng video tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Các bạn thấy vui, thấy có ý nghĩa thì các bạn tiếp tục đăng ký kênh, like, share giúp cho kênh Chim Cảnh Thú Cưng của mình phát triển các bạn nhé. Mình sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.